Hình ảnh lễ khai mạc giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 ảnh FIFA.com. Vòng chung kết World Cup 2023 mở đầu bằng lễ khai mạc chừng 15 phút trên sân vận động Eden Park TP, Auckland, New Zealand. Sau đó là cuộc đọ sức đầu tiên diễn ra giữa đội chủ nhà New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy. Một pha tranh chấp giữa đội tuyển nữ New Zealand áo đen với đội tuyển nữ Na Uy ảnh FIFA.com. Trước khi trận đấu khởi tranh, nhiều nhà chuyên môn cho rằng đội tuyển nữ New Zealand khó giành được kết quả thuận lợi khi đối đầu với các cầu thủ Na Uy do thứ hạng FIFA thấp hơn, New Zealand hạng 26, Na Uy hạng 12. Thêm nữa, trong 6 lần tham dự World Cup, các cầu thủ New Zealand thi đấu 15 trận mà chưa giành được chiến thắng nào. Cùng với đó, thời gian trước World Cup 2023, đội tuyển nữ New Zealand thi đấu không khả quan và chiến thắng mới nhất của họ chỉ là vượt qua đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu ngày 10 tháng 7. Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả, các cầu thủ chủ nhà đã cho thấy hình ảnh khác hẳn. Phút 48, hiệp 2, Hannah Wilkinson, áo đen, ghi bàn cho đội tuyển nữ New Zealand ảnh cắt từ video. Trong hiệp 1, trận đấu diễn ra với cường độ vừa phải. Cả hai đội chủ yếu tấn công bằng những đường bóng dài nhưng những pha bóng dứt điểm đều chưa chuẩn xác. Vì vậy, hiệp 1 kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ New Zealand giành được thế trận và tăng cường các đợt tấn công. Những pha lên bóng của đội chủ nhà cũng sắc bén hơn và bàn thắng đã đến với họ vào phút 48. Trong pha bóng này, đón đường căng ngang của đồng đội ngay trước khu vực cầu môn Na Uy, cầu thủ Hannah Wilkinson băng vào ghi bàn thắng, mở tỷ số trận đấu. Hannah Wilkinson, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2023 FIFA.com.